Sau 2 năm học tại trường TH School, 21 học sinh lớp 12 khóa 1 đã chính thức tốt nghiệp. Đây là thế hệ học sinh đầu tiên nhận học bổng Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và cũng là khóa đầu tiên của ngôi trường áp dụng mô hình giáo dục toàn diện theo chương trình tiên tiến của thế giới kết hợp với Tinh Hoa Việt Nam. Theo các bạn học sinh, 2 năm học tại trường TH School có những niềm vui, nỗi buồn, những thất bại, những thành công, nhưng trên hết các bạn được sống với nhau như một gia đình. 2 năm thì không phải là khoảng thời gian không dài lắm, nhưng cũng đủ để xây dựng một thứ mà mình xin được phép gọi là gia đình. Có lẽ là quyết định học ở TH là một trong những quyết định mạo hiểm nhất cuộc đời của mình. Mình từng là một người rất an toàn và mọi thứ đều được lên kế hoạch rất là rõ ràng. Mình cũng không hiểu sao mình lại quyết định học ở TH School nữa. Nhưng mà bây giờ nếu cho mình một cơ hội được lựa chọn lại thì mình vẫn chọn TH. Em xin được gửi những cảm xúc tri ân sâu sắc nhất tới một người vô cùng đặc biệt là Madame Thái Hương, người dù bận rộn đến đâu vẫn lo cho bọn em từng bữa ăn giấc ngủ, chọn từng hạt gạo, lựa từng quyển sách để bọn em yên tâm học tập, rèn luyện và đặc biệt là luôn được yêu thương, đùm bọc như ở chính trong gia đình mình. Cũng như ba học sinh của trường TH, em nợ cô một lời cảm ơn sâu sắc và một sự nỗ lực to lớn. Em xin trích một đoạn trong bức thư gửi mẹ Thái Hương của học sinh trong trường như một lời hứa của thế hệ đầu tiên với mẹ Thái Hương rằng sẽ luôn cố gắng, phấn đấu, xứng đáng với niềm tin và yêu thương to lớn được trao gửi. Tại buổi lễ tổng kết năm học, lãnh đạo trường TH School cho biết học sinh Lê Hồng Thụy đã nhận được học bổng 100% của trường Đại học Soka Mỹ. Học sinh Bùi Nguyễn Phương Như nhận được học bổng 75% tại Đại học Yamanashi Gakuin, Nhật Bản. 16 học sinh khác nhận được học bổng từ Khoa Quốc tế Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Ngoài ra, một số học sinh đang đợi kết quả từ các trường đại học danh tiếng khác từ trong và ngoài nước. Sự thành công của khóa đầu tiên, 21 đóa sen nở đúng mùa sen như lời tri ân của học sinh gửi tới các thầy cô đã phần nào khẳng định chất lượng đào tạo của trường TH School. Tôi được nói chuyện với 21 em và ấn tượng với tôi đó là gì? Là tiếng Anh các bạn rất tốt vì tôi nói chuyện trực tiếp với các bạn bằng tiếng Anh và các bạn có những cái quan điểm cá nhân của các bạn ấy. Các bạn ấy biết rất rõ là các bạn học cái gì và trong tương lai muốn làm gì. Rất năng động và tôi đánh giá đến một học sinh rất là tốt. Bên cạnh những kết quả học tập xuất sắc mà thế hệ học sinh TH School đã nhận được trên hành trình tiếp nhận tri thức, các bạn học sinh còn được học cách làm người, học cách sống chung với nhau như một đại gia đình. Đây mới là điều quan trọng nhất mà các bạn học sinh nhận được sau khi theo học tại trường TH School. Theo bà Thái Hương, người sáng lập TH School, học sinh trường TH School ra đời phải luôn tự tin vào bản thân, luôn có ước mơ, hoài bão và quan trọng hơn cả là phải có một cái tâm sáng. Ngôi trường đã dạy học sinh trở thành những người nhân văn thì không có lý do gì để các học sinh không thành công khi ước mơ của các học sinh là chính đáng.